Thưa quý vị và các bạn, Minh Hải miền Đông hôm nay gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy cay đắng, xót xa của một người phụ nữ. Sau đây kính mời quý vị và các bạn lắng nghe, theo dõi về câu chuyện này. Nghĩ là làm, lúc vợ tôi đi chợ, tôi đặt vào trong phòng ngủ một cái camera. Nó được đặt trong một cái hộp giấy hướng thẳng đến giường ngủ. Xong xuôi, tôi giả vờ báo với vợ là mình đi công tác 3 ngày, nhưng thực chất là tôi chỉ quanh quẩn gần nhà rồi nửa đêm trốn vào phòng làm việc để kiểm tra vợ. Vợ chồng tôi có một đứa con trai 7 tuổi. Kể từ khi sinh thằng bé xong thì vợ tôi xuống sức hẳn, chả còn hứng thú gì với tôi. Mỗi lần chúng tôi gần gũi, cô ấy cứ kêu đau rồi không cho tôi đụng nữa. Chán nên sau khi vợ sinh được 1 năm thì tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện ấy với vợ nữa. Tôi nghĩ vợ không thích thì tôi cũng chẳng muốn làm gì. Công việc của tôi phải đi công tác thường xuyên, nhưng tôi yên tâm về vợ lắm. Vì dù bề ngoài xinh đẹp nhưng cô ấy chả có hứng thú trong chuyện chăn gối. Tôi có đi xa cũng chẳng phải lo lắng gì. Con trai của tôi thì thông minh và thường xuyên thuật lại những sự việc ở nhà cho tôi nghe, nên tôi càng yên tâm hơn. Từ ngày con trai tôi sinh xong đến giờ, thậm thoát cũng đã được 7 năm. Vậy mà số lần vợ chồng tôi gần gũi như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi bí quá nên hay ra ngoài tìm gái để giải quyết nhu cầu. Chuyện này vợ tôi chắc cũng biết, nhưng tôi nghĩ đó hoàn toàn là do lỗi của cô ấy. Cũng may là tôi vẫn muốn có một gia đình hạnh phúc, nên chẳng bao giờ để cho những cô gái qua đường đó can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình. Chứ nếu là thằng đàn ông khác thì đã tan cửa, nát nhà rồi. Vậy mà hôm rồi, sau khi tôi đi công tác về, thì thằng con của tôi đã cầu nhau: "Bố, bố xem làm thế nào đi chứ, như này là không ổn rồi." Tôi cười hỏi con trai: "Cái gì mà không ổn hả ông tướng? Bố làm thế nào? Chứ bố cứ đi công tác là mẹ cứ rên ừ cả đêm không ngủ ấy. Con nằm phòng con mà cứ nghe chả ngủ được. Con chắc chắn ư? Con chắc chắn mà. Có hôm con bước ra ghé tay vào phòng mẹ thì nghe thấy rõ mồn một luôn. Sao con không đẩy cửa vào xem? Tối nào mẹ đi ngủ cũng khóa cửa hết đó bố ạ." Tôi nghe con trai nói xong thì máu nóng bốc lên não. Thì ra bấy lâu nay vợ tôi chỉ giả vờ thôi sao? Được lắm, gần chồng thì không có cảm xúc gì, mà chồng vắng nhà lại dẫn trai về làm chuyện bậy bạ, rồi còn rên ỉ rên ơi cơ mà. Tôi nghĩ vậy nên phải lên kế hoạch tìm ra sự thật để cho con vợ tôi một bài học mới được. Nghĩ là lạ, lúc vợ tôi đi chợ, tôi đặt vào trong phòng ngủ một cái camera. Nó được đặt trong một cái hộp giấy hướng thẳng đến giường ngủ. Xong xuôi, tôi giả vờ báo với vợ là mình đi công tác 3 ngày. Nhưng thực chất là tôi chỉ quanh quẩn gần nhà rồi nửa đêm trốn vào phòng làm việc để kiểm tra vợ. Tôi bật máy tính để lấy dữ liệu camera, nhưng chỉ thấy đen thui. Đúng lúc ấy thì ở phòng ngủ của vợ chồng tôi vang lên tiếng rên ừ. Tôi tái mặt. Thì ra con trai tôi nói không điêu. Tôi không nghĩ gì nữa, cầm chìa khóa lao vào mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, tôi đã hét lên: "Đồ đàn bà lăng loạn, cô dám làm trò mèo sau lưng tôi à?" Vợ tôi hoảng hốt, cô ấy buông vội cái gối ra. Tôi nhìn thấy chẳng có ai trên giường cả. Tôi thấy vợ mình đang để cái gối ở dưới lưng. Người cô ấy oằn lên đầy vẻ đau đớn. Tôi chạy khắp phòng hỏi: "Thằng đó ở đâu rồi? Cô giấu nó ở đâu?" "Thằng nào hả anh?" "Bồ cô chứ ai nữa mà hỏi. Cô tưởng tôi ngu chắc, sao cô lại rên ừ thế hả?" Anh hiểu nhầm rồi. Em bị gai cột sống, đau quá. Bác sĩ bảo chườm đá hàng đêm. Em dùng gối để đè cái túi đá lên thôi mà anh. Em có ngoại tình gì đâu." "Thật ư? Em nói dối anh để làm gì? Cũng chỉ vì đau quá và không muốn anh lo lắng nên em mới không hào hứng với chuyện kia. Em muốn chữa cho khỏi đã,
Em biết anh chán em, em cũng muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình mình. Vợ tôi vừa nói vừa khóc. Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ đau đớn của vợ, nhìn túi đá lạnh đang chảy nước ướt hết cả gối, thì bỗng thấy xấu hổ. Tôi thấy mình ích kỷ quá, đã không quan tâm đến vợ rồi lại đổ oan cho cô ấy, nghi ngờ cô ấy ngoại tình nữa. Tôi chạy lại ôm vợ rồi nghẹn ngào. Anh xin lỗi, từ giờ có gì phải nói với anh nghe chưa? Ngày hôm sau ngủ dậy, con trai tôi hỏi: con tưởng bố đi công tác. Bố ơi, hôm qua mẹ lại rên đó, còn có cả tiếng đàn ông cơ. Tôi nhéo tai thằng bé con 7 tuổi của mình cười: ông giỏi, canh mẹ giỏi quá cơ. Mẹ con bị ốm, cần phải điều trị, từ giờ phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nhé. Cũng từ ngày hôm đó, tôi để ý và quan tâm đến vợ hơn, bởi tôi biết hạnh phúc của một cặp vợ chồng không thể thiếu thứ gì đó. Vâng, một câu chuyện vợ chồng đã hiểu lầm nhau và xảy ra như thế này. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời chia sẻ và bình luận. Tiếp theo kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Làm sâu 20 năm nhưng vợ thắp hương tổ tiên đúng một lần. Tôi trách em coi thường nhà chồng thì á khẩu trước lời thú tội. Tôi yêu sớm nên 20 tuổi đã kết hôn. Lý do chủ yếu là vợ tôi có bầu đành phải cưới gấp. Thời điểm đó cả hai đứa vẫn đang học đại học, chưa có gì trong tay. Gia đình hai bên không hài lòng, đặc biệt là nhà của tôi. Tôi mang bao nỗi ước mong của mẹ sẽ học thành tài, lấy vợ gia giáo, có điều kiện và quan trọng phải là nàng dâu bà chọn. Thời điểm đó tôi phải thuyết phục mãi mẹ mới chấp nhận vì làm con dâu. Mẹ cứ coi trọng còn tôi bình thường, vì có bầu nên bỏ dở việc học, còn tôi vẫn học và sống dựa vào phụ cấp của bố mẹ. Tuổi còn trẻ đã kết hôn, có cuộc sống của hai vợ chồng vất vả vô cùng, nhưng may được nhà vợ giúp đỡ kinh tế nhiều nên cũng ổn. Ngại sống ở quê một mình, vợ gửi con cho bà ngoại chăm rồi theo tôi lên thành phố làm ăn. Cô ấy đi buôn rồi dần dần cũng mở được cửa hàng quần áo. Còn tôi thì làm công ty với mức lương cũng ổn định. Hơn 10 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi tích cóp và nhà ngoại cho chút tiền nên cũng đủ mua một căn vừa tầm ở thành phố. Chúng tôi có công việc ở đây, quen dần với nếp sống thành thị nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ về quê. Bận công việc, con cái, kinh tế eo hẹp nên nhà tôi lễ Tết mới về quê. Vậy mà lần nào về nhà, tôi và mẹ cũng vùng vẳng nhau. Suốt bao nhiêu năm mẹ vẫn bảo tôi ngu khi lấy Vi làm vợ. Mẹ nói nhiều, hầu như là chê Vi khiến tôi bênh vợ bức xúc mà đôi co với mẹ. Ngược lại với mẹ, bố tôi lại rất thương và hiểu Vi. Ông mong vợ chồng tôi thông cảm, toàn giấu mẹ giấm dúi cho tiền các cháu. Từ ngày Vi về nhà tôi làm dâu đến nay đã 20 năm rồi. 20 năm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng thay đổi gì. Tôi khuyên mẹ nên nghĩ thoáng để sau này các con tôi lấy vợ, nó không ngại khi đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, ông bà. Vậy mà mẹ thở dài: anh thử xem vợ anh về đây làm dâu 20 năm nhưng nó thắp hương tổ tiên nhà chồng được đúng một lần vào hôm cưới. Như vậy là coi thường nhà chồng chứ ngoan hiền gì. Tôi giật mình về điều này. Thú thực từ trước đến nay, việc hương khói về quê tôi không để ý lắm. Có lẽ bao năm nay mẹ giận vợ vì chuyện này ư? Cô ấy thật vô tâm. Có lẽ phải xin lỗi bố mẹ tôi trước gia tiên. Tôi trách và hỏi thẳng vợ, tại sao lại cư xử như vậy? Tôi ăn ở với nhà vợ đều có trước có sau. Vợ gạt nước mắt thừa nhận mình sai rồi, tâm sự: em cũng muốn thắp hương lắm, nhưng mẹ cấm. Mẹ cấm em bước vào phòng thờ của gia đình, không chấp nhận em là con dâu. Có những lần về quê, em mang đồ vào thắp hương, mẹ chặn ở cửa, ném hết hoa quả ra ngoài, vì vẫn chưa chấp nhận nàng dâu này. Em không muốn nói với anh, sợ anh và mẹ lại cãi vã vì em nên thôi. Bực mình, tôi kéo vợ vào nhà nói chuyện với mẹ. Tôi trách mẹ ác cảm với vợ bao năm làm gì. Sau này ông bà mất, người lo hương khói cho tổ tiên chủ yếu là vợ tôi chứ không phải tôi. Mẹ nói vợ luôn là cái gai trong mắt bà,
bà không ưng vì Vi một chút nào. Nếu tôi thay vợ, bà sẽ cho tôi 1 tỷ ăn tiêu xả láng. Tôi không hiểu sao mẹ lại có thể nói những lời như thế. Tôi không thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình. Tôi cảm thấy quá bất lực rồi. Vâng, hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Mong rằng quý vị lắng nghe, bình luận, chia sẻ. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.